giá lúa gạo hôm nay xin chào quý bà con. Mến chúc bà con một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Giá lúa gạo thay đổi liên tục, nên quý bà con hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo mỗi ngày, để khi lúa gạo thay đổi giá, bà con sẽ nhận được thông tin nhanh và chính xác nhất trên thị trường. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Giá lúa gạo hôm nay 23 tháng 5 năm 2022. Kính thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng 3 đô trên tấn đối với gạo tấm 100%. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý bà con, để phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần xây dựng thương hiệu lúa thơm, tôm sạch. Để cách thức sản xuất con tôm ôm cây lúa bền vững và phát triển lâu dài, dân đồng bằng sông Cửu Long có thể duy trì chất lượng con tôm và hạt lúa như lúc ban đầu, cần rất nhiều yếu tố kỹ thuật, phương thức canh tác. Phương án sản xuất con tôm ôm cây lúa vốn không còn xa lạ với những người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để cách thức sản xuất này bền vững và phát triển lâu dài, người dân đồng bằng sông Cửu Long có thể duy trì chất lượng con tôm cũng như hạt lúa như lúc ban đầu, cần rất nhiều yếu tố kỹ thuật cũng như phương thức canh tác vừa hiệu quả kinh tế vừa an toàn môi trường, vừa giúp giảm chi phí, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng bằng sông Cửu Long hiện là một trong 4 đồng bằng trên thế giới bị tác động mạnh nhất do biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Nếu không thích ứng sẽ ảnh hưởng tới an ninh lương thực, đời sống người dân không chỉ trong vùng mà còn trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, những người dân tại đồng bằng sông Cửu Long vốn đã có những tập tính sản xuất linh hoạt và thích ứng với điều kiện tự nhiên. Một trong những phương án thích ứng này đã được người dân đồng bằng sông Cửu Long áp dụng trong nhiều năm qua. Ban đầu chỉ là những mô hình nhỏ lẻ, đơn độc, nhưng hiện nay đã trở thành một trong những phương pháp sản xuất hiệu quả. Điều này vừa giúp nông dân tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn, vừa giúp cho môi trường sản xuất được bảo toàn, tránh được những ô nhiễm do quá trình sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc trừ sâu. Cũng bằng cách này, sản phẩm lúa gạo cũng như con tôm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được nhiều quốc gia trên thế giới biết tới. Theo ông Đặng Ngọc Chói, một nông dân sản xuất luân canh lúa tôm tại xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ, sản xuất lúa tôm có cái hay của nó. Cách thức này giúp người dân luân phiên theo con nước. Khi mùa nước ngọt về thì sổ phèn trồng lúa, đến mùa nước mặn, chặn dòng nuôi tôm. Mảnh ruộng của gia đình nằm cạnh con kênh cách ly, dòng nước mặn ngọt cũng biến đổi theo triều lên xuống và con lũ tràn về. Chính vì vậy, không thể chỉ sản xuất đơn thuần một loại nông sản, người dân nơi đây linh hoạt hai loại nông sản, lại có thêm nguồn thu nhập khá từ nuôi tôm. Đến mùa sản xuất lúa, người dân lại ít tốn chi phí sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, để sang mùa nước mặn con tôm còn có chỗ sống sót. Vùng đất Cà Mau nằm cuối nguồn con sông Mekong, đây là nơi chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn. Chính vì vậy, sản xuất tôm lúa là phương án thích hợp nhất để người dân mưu sinh, vừa đảm bảo nguồn lương thực cho từng hộ gia đình. Lúa tôm là một trong những mô hình sản xuất đang được tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo quyết liệt, xem nước mặn là nguồn tài nguyên lớn cần khai thác, sử dụng hợp lý. Ông Lê Văn Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết đến nay tỉnh Cà Mau đã quy hoạch các vùng, tiểu vùng, xác định lại diện tích sản xuất lúa đang nằm xen kẽ trong các vùng nuôi tôm để chuyển sang mô hình sản xuất luân canh lúa tôm nhằm bảo đảm hiệu quả và bền vững. Tác động của biến đổi khí hậu còn rất lớn, tuyến đê biển của tỉnh Cà Mau ven biển Đông chưa hình thành, do đó khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế, sản xuất và đời sống của người dân ven biển Cà Mau còn nhiều bấp bênh. Cách thức sản xuất lúa tôm là một cách để những hộ dân nơi đây có thể mưu sinh lâu dài. Thưa quý bà con, sáng nay giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Cụ thể, tại An Giang lúa tươi OM18 đang được thương lái mua tại ruộng với mức giá 5.800 đến 5.900 đồng trên kg, IR504 giá 5.400 đến 5.600 đồng trên kg, Đài Thơm 8 giá 5.700 đến 5.850 đồng trên kg, Nàng Hoa 5.900 đồng trên kg, lúa OM5451 giá 5.600 đến 5.700 đồng trên kg, IR504 khô 6.500 đồng trên kg, nếp Long An khô 7.600 đến 7.800 đồng trên kg, nếp An Giang 7.700 đến 7.800 đồng trên kg. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm duy trì ổn định. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 giá 8.300 đến 8.400 đồng trên kg, gạo thành phẩm IR504 giá 8.850 đến 8.900 đồng trên kg. Giá phụ phẩm cũng đi ngang. Hiện giá tấm IR504 giá 8.550 đến 8.650 đồng trên kg, cám khô 8.700 đến 8.800 đồng trên kg. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít,
Gạo thành phẩm Đài Thơm 8 hè thu mới chất lượng đẹp, cải thiện hơn so với tuần trước và đẹp hơn so với cùng kỳ năm trước. Lúa khô Campuchia về ít, giá cao, giao dịch ít, cày chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đến 12.500 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 15.000 đến 16.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 14.000 đồng trên kg, nếp ruột 14.000 đến 15.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000, 19.000 đồng trên kg, gạo hương lại 19.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng trên kg, nàng hoa 17.500 đồng trên kg, sóc Thái 18.000 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng trên kg, gạo Nhật 20.000 đồng trên kg, cám 7.000 đến 8.000 đồng trên kg. Về tình hình xuất khẩu gạo, hiện giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng với gạo 100% tấm. Hiện gạo 100% tấm ở mức 373 đô trên tấn, tăng 3 đô trên tấn so với hôm qua. Gạo 5% tấm 420 đô trên tấn, gạo 25% tấm 400 đô trên tấn, gạo Jasmine 523 đến 527 đô trên tấn. Như vậy trong tuần qua, giá gạo 100% đã tăng 13 đô trên tấn, từ 360 đô trên tấn lên mức 373 đô trên tấn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi. Quý bà con mong muốn giá lúa gạo đạt bao nhiêu để có lãi? Xin hãy bình luận, đóng góp ý kiến dưới video để kênh ghi nhận và đề xuất nhà nước có biện pháp hỗ trợ giá hợp lý, giúp bà con nông dân. Hãy cùng đồng lòng góp ý dưới video vì mục đích chung, vì cuộc sống mai sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con trong bản tin giá lúa gạo tiếp theo. Sau đây là bản giá lúa chi tiết mới nhất đầy đủ trên thị trường. Kênh xin gửi đến quý bà con cùng tham khảo.